Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA, với những quy định mới được ban hành, các chuỗi nhà hàng và các máy bán hàng tự động tại 20 hoặc hơn 20 địa điểm ở nước này phải cung cấp cho khách hàng đầy đủ thông tin về thành phần dinh dưỡng trong những sản phẩm được bán. Quy định mới về công bố các thành phần dinh dưỡng này cũng sẽ được áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống tại những địa điểm công cộng, như các rạp chiếu phim hay công viên giải trí. Việc áp dụng những quy định mới nói trên diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ béo phì gia tăng chưa từng thấy ở Mỹ. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ CDC, hơn 1/3 số người trưởng thành ở nước này, khoảng 78,6 triệu người, đã bị mắc chứng béo phì. Riêng trong năm 2008, chi phí hàng năm của ngành y tế Mỹ cho việc chữa trị căn bệnh này lên tới 147 tỷ đô la Mỹ. Tính trung bình, chi phí cho việc chăm sóc những người bị béo phì là 1.429 đô la Mỹ một người, cao hơn so với những người có cân nặng bình thường.